Hello anh em ha, đây em lên một bộ dàn Sony nha anh em. Đặc biệt bộ này hát âm thanh cực hay nha anh em ha. Đây là bass này, đây lấy cái bass nha anh em, cái này lưới zin nha anh em, lưới nó nhìn nó gì không phải là nó cũ nha, lưới zin nó màu nó gì nha anh em. Đó, zin nha ha. Thì sẵn làm video cho anh em coi, sẵn làm một đêm luôn nè. Cái này là lo bass là bass 16 nha anh em. Đó, bass phẳng nè. Gần mút ha. Này chụp điện nha. Đó, cái bên kia cũng mi gan nha anh em. À, đẹp chưa? Đó, rất đẹp anh em. Đặc biệt hát băng âm thanh cực hay anh em. Hát băng cái set nó cực hay luôn. Mời anh em nghe nè. Đẹp bass cực kỳ rõ luôn. Đây, nhép bass này được luôn anh em. Đẹp bass nè. Chép nè. Con chép nè. Lên chép nè. Đó. Lên bass nè. Đó, nó dội nè. Ok chưa? Dạ bass nè. Lên chép nè. À. Tên nhỏ nha. Hay giúp tôi này. Quá hay. Rồi em sẽ này đang hát băng nha em. Bây giờ em sẽ hát trên TV xuống nha. Hát đường hoa út anh em. Nha, mở TV lên nha. Đây là hát trên TV nha anh em, trên đây nha, TV này ha. Rồi em nghe tiếng âm đó nha. Tắt băng này ha, hát băng nha. Nghe này nha. Quá cực kỳ hay luôn anh em. Video nha em. Anh em nào mua bộ này liên hệ với anh em. Này cái vỏ nó là bằng nhôm nha anh em, bằng nhôm. Thì nhôm nguyên khối hết nha, nhôm hết.
Rồi hẹn anh em. Đây là Sony, anh em là model Sony Sony nha, nó model nó là DC20F nha. DA20F nha anh em, 20F. Này là 20F nha. Lo thì lo 10F nha. Lo là lo liền công sức nha anh em, lo liền công sức, liền công sức nha. Có điện nè, có điện nè. Có điện nè. Rồi xong ha. Rồi anh em nhu cầu cần thì liên hệ em cái bộ vàng này nha, cực hay á.